Cái chân lần trước mày chạy trốn té bị thương ấy, chưa lành hẳn đâu. Ở nhà đi, chiều nay tao đi một mình. Chạy trốn cái gì vậy ta? Phòng ốc mấy con ở cũng gọn gàng sạch sẽ quá nhỉ. Mà sao mấy đứa lại có đàn rồi có loa ở đây hả? Nhỏ này đó hả? Đúng. Tôi muốn nó phải bẽ mặt, không ngóc đầu lên nổi ở cái trường này. Như đây thì chưa đủ để mấy cưng lên giọng đó đâu. Mày là Kim đúng không? Có chuyện gì vậy chị? Mày với tụi bạn của mày mới vô trường mà tạo nét, sắc láo, muốn xưng hùng xưng bá ở cái trường này à? Là ai nói những chuyện này vậy chị? Ai nói không quan trọng. Quan trọng là chị không thích cái thái độ của mày. Hát lên đi, nói ra đi, bày tỏ hết nghĩ suy nghĩ.